Tại quán cà phê cực Bắc ở bản Lô Lô Chải, Lũng Cú, Hà Giang, có một người đàn ông mà mỗi khi xuất hiện đều nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh kỷ niệm từ du khách. Đây là một cái cơ duyên không ngờ, tại vì không nghĩ lên đây được gặp bác ở trên này. 3, 2, 1. Mình đi du lịch nhiều nên ở đây cũng hay nhiều người nói về bác. Thế bác cũng sang đây từ lâu rồi, và cũng giúp đỡ dân làng ở đây cách làm du lịch kiểu như thế, và giúp đỡ mọi người. Tôi tên là Yasushi Ogura, năm nay 67 tuổi, từ Nhật Bản. Tôi rất yêu Hà Giang, sang Việt Nam chủ là ở Hà Giang, nhiều nhất là ở Đồng Văn, Đường Cứ. Sang Hà Giang bao nhiêu lần? Không nhớ được, chắc là 100 lần. Sang Việt Nam lần đầu tiên năm 1995, nhưng đến năm 2002, ông mới đặt chân đến mảnh đất Hà Giang. Từ thời điểm ấy, ông Yasushi Ogura đã đem lòng yêu mảnh đất địa đầu Tổ quốc Việt Nam, yêu bức tranh văn hóa đa dạng của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Lô Lô nơi đây, và bắt đầu đặt nền móng cho du lịch cộng đồng ở Lô Lô Chải. Văn hóa người Lô Lô thì rất đặc biệt, đa dạng. Chỗ này là có nhiều nhà truyền thống. Nếu không làm gì thì người dân thì phá nhà truyền thống. Nên tôi giúp đỡ người dân thì một quán cà phê, có quán cà phê này, homestay này thì người du lịch càng ngày càng nhiều, người dân thì kiếm tiền được nhiều. Đồng thời người dân biết phải bảo tồn nhà truyền thống. Buổi chiều này. Buổi chiều có ạ, buổi chiều là đông ạ. Vâng. Nhưng mà ngày xưa mà bác không vào đây thì là bọn chị không biết làm cái gì, đi làm nương là ruộng. Từ bác vào đây thì là bác mở quán cà phê cho nhà mình ấy. Bác giúp gia đình nhà mình, sau là bác chỉ có giúp bản nhiều người phép lại. Giờ đây, dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng ông Ogura vẫn nặng tình với Hà Giang. Ông vẫn di chuyển từ Nhật Bản sang Việt Nam mỗi tháng để sống và tiếp tục nuôi dưỡng những nét văn hóa truyền thống bản địa ở Lô Lô Chải. Bây giờ tôi có một kế hoạch là xây bảo tàng sống. Bảo tàng sống là gì? Không phải xây nhà bảo tàng. Tất cả tự nhiên người du lịch trải nghiệm nhiều ở các dân tộc địa phương, giao lưu với người dân. Sức khỏe thế nào là không biết, nhưng mà chắc là mười năm nữa là chắc là đi lại thoải mái, đi được. Tôi rất hoảng.